Netizen Trung Quốc ngỡ ngàng khi xem video nói về sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Các bạn thân mến, trên mạng xã hội dưa hấu video Trung Quốc đã xuất hiện một video có tiêu đề như sau: Quân đội Việt Nam mạnh cỡ nào? Đây là video quảng cáo mới nhất của quân đội Việt Nam sẽ cho bạn câu trả lời. Trong video, tác giả chủ yếu nói về những vũ khí mà quân đội Việt Nam đã công bố rộng rãi trước truyền thông, như là tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa Tripad hay là một số loại tàu tên lửa khác. Tiếp theo, tác giả này còn nhắc đến sức mạnh của những hệ thống tên lửa phòng không được trang bị cho quân đội nhân dân Việt Nam như là Passion B, S-300. Ngoài ra, khả năng điều khiển máy bay chiến đấu Su-27, Su-30, điều luyện của những phi công Việt Nam cũng được tác giả này nhắc đến. Đó là chia sẻ của tác giả này với cư dân mạng Trung Quốc vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Qua tìm hiểu, những hình ảnh trong video này đã xuất hiện từ năm 2015 trong buổi duyệt binh kỷ niệm 60 năm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Như vậy đã 8 năm trôi qua, Hải quân Việt Nam vẫn chưa tổ chức duyệt binh thêm một lần nào nữa và hiếm khi công khai vũ khí mới. Sức mạnh của Hải quân Việt Nam đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới năm 2023 của Global Firepower, Việt Nam xếp thứ 19 trên tổng số 145 quốc gia. Trong khi đó, vào năm 2021, Việt Nam chỉ xếp hạng thứ 24, nhưng đến năm 2023, Việt Nam đã nằm trong top 20 cường quốc quân sự thế giới. Còn bảng xếp hạng hải quân thì Việt Nam chúng ta chỉ đứng thứ 33, đứng sau một số nước Đông Nam Á, vốn sở hữu lực lượng hải quân không được đánh giá cao như là Thái Lan, Myanmar, do hạm đội tàu chiến của ta ít hơn họ. Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách tổng thể, tiềm lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vượt xa số liệu Global Firepower có trong tay. Cần phải biết rằng, khả năng tác chiến của Hải quân Việt Nam không dựa vào tàu mặt nước và tàu ngầm, nó còn dựa vào lực lượng không quân, pháo binh, tên lửa bờ, v.v. Đó là bảng xếp hạng quân sự thế giới năm 2023 của Global Firepower. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem netizen Trung Quốc đã nói gì khi thấy sức mạnh của Hải quân Việt Nam khi xem được video phía trên nhé! Hiệu quả tác chiến của Việt Nam không yếu, chưa thể so sánh với siêu cường, nhưng hiệu quả tác chiến tuyệt đối đứng đầu trong các nước cùng cấp. Không thể phủ nhận hiệu quả chiến đấu của bộ đội Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ. Sức mạnh quân sự của Việt Nam hoàn toàn đứng thứ hai ở châu Á. Sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam là nhờ hưởng lợi từ việc Hoa Kỳ đàn áp Trung Quốc. Khá mạnh mẽ, đó là đối thủ mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Đất nước chúng ta nên cẩn thận. Không nên coi thường quân đội Việt Nam. Tôi đã tham gia cuộc chiến biên giới năm 1979, quân ta thương vong nặng nề. Quân đội Việt Nam có nhiều kinh nghiệm tác chiến rừng núi hơn ta. Lúc bấy giờ, lực lượng tác chiến của quân ta còn trẻ, non kinh nghiệm, tổn thất không nhỏ. Trong thời gian tới, chúng ta phải nâng cao sức mạnh quốc phòng, vũ khí trang bị của đất nước, nâng cao năng lực chỉ huy tác chiến của chỉ huy tiền tuyến, không ngừng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu một khi thực chiến giảm bớt thương vong. Sức mạnh quốc gia của Việt Nam ngày càng tăng thì sức mạnh quân sự cũng sẽ tăng theo. Việt Nam không có vệ tinh của riêng mình, không có tên lửa, không thể tác chiến thông tin thì làm sao mạnh được? Ở Đông Nam Á là rất mạnh nhưng chưa đủ trong mắt chúng ta. Trang thiết bị quân sự của Việt Nam là số 1 ở Đông Nam Á. Trang thiết bị không tệ, nhưng ý chí chiến đấu đã thụt lùi, sức chiến đấu của 40 năm trước không còn nữa. Sức mạnh quân sự của Việt Nam so với Đài Loan như thế nào? Vũ khí trang bị không tốt bằng Đài Loan, nhưng ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn Đài Loan rất nhiều. Hải quân và không quân Việt Nam vẫn rất mạnh. Không ai trong số 5 thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc chinh phục được đất nước này trong lịch sử. Nó thực sự rất khó khăn, vì vậy đừng đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu của người Việt Nam. Hải quân Việt Nam là mối đe dọa trực tiếp của Trung Quốc ở Biển Đông. Không ngờ Hải quân Việt Nam có nhiều loại tàu cũng có thể gọi là bá đạo nhất ở Đông Nam Á. Trận chiến trên bộ vẫn có thể đánh chúng ta bằng tinh thần chiến đấu, nhưng Hải quân và không quân thực sự phải dựa vào sức mạnh vì không có nơi nào để ẩn nấp và dễ bị đánh bất ngờ. Những vũ khí đe dọa trực tiếp đối với chúng ta đó là tàu ngầm, tên lửa bờ, mìn và đặc biệt là người nhái. Đừng coi thường Việt Nam, câu nói có thể coi thường họ về chiến lược, nhưng bạn phải chú ý về mặt chiến thuật, nếu không bạn sẽ bị thiệt. Họ không có khả năng tự chế tạo vũ khí, không có trang bị tiên tiến, tất cả vũ khí trang bị đang sử dụng đều là vũ khí trang bị của Nga, một số đã rất lạc hậu, không có hệ thống tác chiến tổng thể. Một khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho đối phương, nó chỉ hữu ích để hù dọa, nhưng đối thủ yếu hơn anh ta.
Mọi người phải biết rằng GDP, diện tích và dân số của Việt Nam có thể so sánh với một tỉnh của chúng ta, nhưng sức mạnh quân sự của nó rất mạnh mẽ. Sức mạnh chiến đấu chỉ quan trọng thứ hai, nguyện vọng của nhân dân mới là quan trọng nhất, sức mạnh của một quốc gia nằm ở lòng dân. Chỉ nói về hải quân, 4 khinh hạm lớp J-PAD của Việt Nam được nhập từ Nga có biệt danh là Bộ Tứ Kim Cương, khả năng tác chiến ngang ngửa với khu trục hạm 052B của Trung Quốc. Tên lửa đối hạm siêu âm cơ động bờ biển Passion P do Nga sản xuất cũng xuất hiện trong video là đối tượng cần được hết sức chú ý. Đây là loại vũ khí tương đối tiên tiến đang có trong biên chế của Nga, chủ yếu được triển khai ở các bờ biển của 4 hòn đảo phía Bắc, quần đảo Nam Kuril và Biển Đen, Biển Baltic và các khu vực phòng thủ ven biển quan trọng khác. Tất cả đều là sản phẩm của Nga, vũ khí của Nga. Nga đã được chứng minh trong thực chiến, sức chiến đấu của Việt Nam vẫn tốt, đừng coi thường họ. Nếu Việt Nam đấu một chọi một với các quốc gia ở Đông Nam Á thì không có đối thủ. Sức mạnh hải quân không phải chỉ có mỗi tàu chiến, nó bao gồm rất nhiều yếu tố như con người, không quân, tên lửa, v.v. Mục đích của Việt Nam chỉ để phòng thủ, nên việc sở hữu nhiều tàu chiến cũng sẽ thừa thãi. Thay vào đó, họ sẽ tăng cường phát triển và mua sắm tên lửa bờ. Đây là một lưu ý quan trọng đối với Trung Quốc. Hải quân Việt Nam thống trị Biển Đông, trang bị quân sự tối tân chỉ là một khía cạnh, con người mới là quan trọng nhất, quyết định thắng bại. Nam là một nước hiếu chiến, chỉ khi đụng vào mới biết họ mạnh cỡ nào. Chúng ta phải thể hiện sức mạnh cho anh ta sợ, nếu không anh ta sẽ nghĩ rằng người khác sợ anh ta. So với Việt Nam, đấu với Philippines ở Biển Đông vẫn dễ dàng hơn. Philippines không hiếu chiến bằng Việt Nam, một khi chiến tranh nổ ra, ý chí chiến đấu mới quyết định tất cả. Trước hết, vấn đề Đài Loan phải được giải quyết, đồng thời nuôi dưỡng những thế lực thân Trung Quốc ở Việt Nam nhằm chia rẽ Việt Nam. Sau khi vấn đề Đài Loan được giải quyết thì đến Việt Nam. Việt Nam là nước săn đe trực tiếp Trung Quốc. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, đừng coi thường Việt Nam. Đế quốc Mỹ là đối thủ chiến lược toàn cầu của chúng ta, còn Việt Nam là kẻ thù nguy hiểm nhất ở khu vực. Kế hoạch ra bờ biển lớn của Trung Quốc sẽ gặp phải trở ngại lớn. Trung Quốc nên chủ động đàn áp Việt Nam, không cho Việt Nam lớn mạnh vì sẽ gây phiền phức cho Trung Quốc. Việt Nam là một quốc gia nhỏ nhưng hệ thống phòng thủ cũng khá hoàn chỉnh, đặc biệt với đường bờ biển dài. Nếu các bộ tống tên lửa ở khắp bờ biển, nó sẽ bao quát cả Biển Đông. Đây là mối đe dọa hàng đầu của Hải quân Trung Quốc. Tốt nhất, Trung Quốc và Việt Nam nên hợp tác với nhau cùng phát triển, hoặc luôn giữ vị trí trung lập, không theo phe nào như bây giờ. Một khi chiến tranh nổ ra, cả hai bên đều không có lợi. Nước này thỉnh thoảng cứ khoe vũ khí mới, chắc chắn họ nhắm vào chúng ta. Đó là bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Ngoài ra, trên mạng xã hội Trung Quốc có rất nhiều video nói về sức mạnh hải quân của Việt Nam. Qua những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc, chúng ta có thể thấy được người Trung Quốc đang nghĩ gì về quân đội của Việt Nam. Mặc dù đây chỉ là những hình ảnh được quân đội Việt Nam công bố từ năm 2015, nhưng cũng khiến cho nhiều người Trung Quốc lo lắng. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.